Xin chào tất cả các quý vị khán giả theo dõi kênh kiến thức chuyên sâu nhé. Trong video ngày hôm qua, nhờ có tiền donate của các bạn Chẳng khác nào như tôi đang nhân 300% trí tuệ Vâng, tôi đã cố gắng hiểu giới tinh hoa của Liên minh châu nghĩ gì Thật sự vào video ngày hôm qua Tôi đã đứng về phía bên họ Phân tích thật chuyên sâu về ý định của họ Để cố gắng chứng minh cho các bạn thấy rằng Người ngáo không phải là họ Mà chính là tôi Vì độc lập tự cường của mỗi quốc gia trong khối Vì nên tự do dân chủ hãy ủng hộ Liên minh châu Âu trước các lệnh trừng phạt của họ đối với dầu và khí đốt đến từ người Nga. Bởi vì chỉ có làm như vậy thì chúng ta mới có thể xây dựng vững chắc nền độc lập, tự do và dân chủ cho tất cả mọi người. Đấy là những gì mà theo tôi hiểu, vào ngày hôm qua họ đã đưa ra một lệnh cấm một phần vào nguồn năng lượng của người Nga. Phải có can đảm như thế nào họ mới có thể làm được việc này, giam cấm đi nguồn sống của chính bản thân mình. Thú thật, vào ngày hôm qua, trước các lệnh cấm đối với người Nga, Tôi đã thật sự cảm động, dường như tôi đã bị nền dân chủ của tư bản lay động. Thậm chí có những lúc khi tôi ngồi bình luận video đã suýt bật khóc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tề gan. Sau khi nhìn lời nói của họ hôm qua và hành động của họ ngày hôm nay, tôi chỉ có thể thốt được lên ba từ Ảo thật đấy. Trên tờ thời báo Frankfurter của Đức, đã có một bài viết bóc mẽ một sự thật phũ phàng rằng nước Đức đang cố làm hài lòng Tổng thống Putin với các khoản thanh toán năng lượng bằng đồng rúp một cách hết sức mập mở. Sau khi đọc hết phân tích trên tờ báo thì tôi có thể chốt ra rằng tôi thật sự không bị ngáo, người ngáo chính là kẻ khác. Và các lệnh trừng phạt đối với một phần nguồn năng lượng đến từ người Nga của Liên minh châu Âu tôi gọi là văn mõm là hoàn toàn chính xác. Họ chỉ có thể mị hoặc được những người dân đến từ Liên minh châu Âu, chứ còn những người Việt Nam như chúng tôi đa nghi còn hơn cả Tào Tháo thì lấy gì mà có thể lừa được. Tờ báo này đã dẫn chứng rất rõ ràng rằng các công ty năng lượng của Đức gần đây ngày càng duy trì mật thiết hơn các tài khoản thanh toán bằng đồng rúp như điều mà Tổng thống Putin muốn. Điều này thật sự trái ngược hoàn toàn với các lệnh trừng phạt mới nhất đến từ châu Âu. Vậy là những gì chúng ta đang nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Vậy từ đó có thể kết luận ra một câu nói mới rằng toàn bộ sự thật mà châu Âu nói chưa chắc đã là sự thật đối với thế giới của chúng ta. Đức trái ngược hoàn toàn với các nước thuộc Liên minh châu khác. Vốn họ ít phụ thuộc hơn vào Nga, Đức đã đồng ý với các điều khoản thanh toán mới từ điện Kremlin đối với việc vận chuyển khí đốt. Và hiện tại, ngay cả khi châu ra các lệnh trừng phạt mới đối với người Nga thì những dòng nhiên liệu đến từ Nga vẫn đang tiếp tục chảy son son mỗi ngày trở lại nước Đức. Các công ty năng lượng đến từ nước Đức gần đây đã chuyển một số tiền đến hạn cho công ty năng lượng từ Nga là Gazprombank theo cách thức được Moscow chấp nhận, nghĩa là thanh toán bằng đồng rub. Theo một báo cáo từ liên bang cho thấy đã không có bất kỳ một sự gián đoạn khí đốt nào vào ngày hôm qua, tức là ngày Liên Minh Châu đã ra gói trừng phạt thứ sáu và một phần nguồn năng lượng đến từ người nga. Nước Đức vẫn nhập khẩu khí đốt một cách ổn định, nguồn cung vẫn đang được đảm bảo. Chính ủy ban Châu cũng như chính phủ Đức đã phản đối về việc thành lập các tài khoản thanh toán bằng đồng rút vì thủ tục này sẽ làm suy yếu các lệnh trừng phạt đến từ EU. Nhưng mà như kênh kiến thức chuyên sâu đã nói, tất cả chỉ là văn mõm và không phải tôi ngáo chính các nước triều mới đang ngáo quyền lực của chính bản thân mình. Nhưng mà thường thì những kẻ ngáo chỉ có hai kết cục. Một là sẽ bị dọ mõm, hai là em xin lỗi cán bộ. Và có vẻ như bây giờ rõ ràng Liên minh châu và nước Đức chọn cách thứ hai. Họ đang đi theo con đường mà Moscow đã để ra. Buồn cười một cái là thay vì các giới chức của Đức sẽ tức giận và phản đối với hành động nước Đức vẫn đang tiếp tục mua chui như thế này. Xin lỗi tôi nhầm, không phải họ mua chui mà là họ mua công khai, thậm chí còn mở hẳn tài khoản thanh toán bằng group tại nước Nga. Giới chức của nước này thở phào nhẹ nhõm khi mà việc mua khí đốt bằng đồng rút nó lại phù hợp vừa khít với các lệnh trừng phạt mà liên minh châu đã ra vào ngày hôm qua à có nghĩa là nó không tương khắc à, nước đức vẫn làm việc của nước đức còn liên minh châu vẫn hô hào là việc của liên minh châu đây chính là tình trạng chung đang diễn ra ở liên minh châu khi họp thì cùng nắm tay nhau trước truyền hình rất là khăng khít nhưng sau cuộc họp thì mạnh ai nấy lò ông nào tin vào cái lệnh trừng phạt này và nghe theo lời của liên minh châu âu thì ông đấy chỉ có thiệt ở đây chúng tôi không làm thế liên minh châu âu bây giờ đang tranh giành khí đốt ai nhanh thì có còn ai muộn cũng có nhưng có cái nịt trên cnn đã có một bài viết về việc các nước châu âu sắp tới sẽ tranh giành nhau khí đốt bởi vì trước các lệnh trừng phạt của chính bản thân họ đối với nguồn dầu và khí đốt đến từ người nga buộc các nước châu âu phải tranh giành nhau nguồn năng lượng dầu và khí đốt đến từ nhiều nơi khác Việc này gây ra sự bất ổn đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Vâng, các nước đến từ châu Âu đang cố gắng giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn dầu và khí đốt đến từ người Nga. Và vô hình chung họ đã tạo ra nguồn cung trên toàn thế giới vượt định mức 26 triệu tấn vào cuối năm này. Bằng cách loại bỏ dầu và khí đốt đến từ người Nga, thì châu Âu lại gây ra sự bất ổn cho toàn bộ thị trường năng lượng thế giới. Ở Việt Nam thì bây giờ giá xăng đã lên đến 31.000. Nếu bạn cần tìm một ai để đổi, thì chắc chắn tất cả là tại Liên minh châu Âu bởi vì chính họ là kẻ đã dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu hụt nguồn cung, dẫn đến việc giá cả leo thang, biến động mạnh. Thế đấy, họ một mình chống Nga nhưng lại khiến cả thế giới lao đao theo cùng. Vô vàn các lệnh trừng phạt chống lại người Nga không chỉ bao gồm dầu và khí đốt, nhưng thật sự những lệnh trừng phạt này liệu đã thành công hay nó đang để lại hệ lụy mà thế giới đang phải gánh cho họ. Nicola Leila, một bình luận viên đã phân tích rất rõ điều này trên tờ Al Mayaden. Mỹ và Liên minh châu đang cố gắng gây ra thiệt hại nhiều nhất cho Moscow, ngay cả khi điều này chắc chắn sẽ kéo theo những trận đại hồng thủy kinh tế có tác động rất lớn trên toàn thế giới. Ngoài việc cấm nguồn năng lượng dầu và khí đốt đến từ người Nga, thì họ còn đề xuất việc tịch thu tài sản của những người Nga ở phương Tây để chuyển cho Ukraine với lý do là để hỗ trợ. Sáng kiến này được những người Mỹ đề xuất, sau đó lại được Chủ tịch Ủy ban châu ủng hộ buồn cười là chính họ đưa ra các luật quốc tế để bảo vệ công bằng cho những nhà đầu tư và bây giờ chính họ lại tự tay làm trái với luật pháp quốc tế họ đang cố gắng đổi mọi thứ cho nước nga phương tây cáo buộc nước nga gây ra nạn đói trên thế giới họ còn tuyên bố đóng băng tài sản cũng như kêu gọi từ bỏ nguồn năng lượng đến từ người nga tất cả những điều này mới chính là nguyên nhân khiến giá nhân liệu và lương thực tăng mạnh trên thế giới cả mỹ và châu âu đang sai lầm trong chính sách trừng phạt nước nga bởi vì nó không làm nước nga bị ghét hơn trên thế giới mà nó chỉ đang làm cho các quốc gia khác nghi kỵ mỹ và châu âu bởi tính công bằng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào khi mà bọn họ muốn chúng ta luôn nghĩ rằng những gì mà người nga có chỉ có nguồn dầu và khí đốt nhưng tất cả chúng ta đã sai rồi tổ chức nông lương của liên hợp quốc đã từng thông báo rằng xuất khẩu lương thực từ nga và ukraine là không thể bị thay thế trước khi những người dân châu âu không chịu nổi rét thì có lẽ cái đói mới là thứ đáng sợ nhất mà họ phải suy nghĩ. Bởi vì trong tương lai ngắn hạn, không có một quốc gia nào có thể thay thế được thị phần của Nga và Ukraine. Mà Ukraine thì bây giờ các bạn đã biết, những thứ mà muốn ra khỏi đất nước này thì chúng ta nên hỏi những người Nga. Những lệnh trừng phạt đến từ châu Âu chẳng khác nào đang khiến cho thế giới đi lùi. Chúng khiến cho giá cả leo thang, làm xấu đi tình hình kinh tế của toàn bộ các vùng, các quốc gia, các khu vực trên toàn thế giới. Sẽ không có ai chiến thắng cả nhưng thất bại thì chắc chắn sẽ có rất nhiều còn tất cả các bạn các bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này hãy bình luận ở phần bên dưới nhá còn bây giờ thì bye bye anh em